Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay, Quốc hội thảo luận về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017 về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ý kiến đại biểu cho rằng, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện giải ngân số vốn đã giao trong kế hoạch năm 2021 sang năm 2024 là chưa thực sự phù hợp với một số luật. Ngân sách nhà nước năm 2021 đã trình Quốc hội quyết toán tại kỳ họp thứ 5, tức là đã quyết toán cả cái số bộ chi rồi. Việc thực hiện là không phù hợp với quy định của luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước. Thứ hai, thiếu cơ sở pháp lý để Quốc hội xem xét quyết định nội dung này. Điều 19 của luật ngân sách nhà nước quy định các nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội về ngân sách nhà nước cũng không có nhiệm vụ quyền hạn này. Các đại biểu đề nghị cần đánh giá lại nguyên nhân của việc điều chỉnh về thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư, bởi kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giai đoạn 1. Về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, đại biểu còn băn khoăn về danh mục các dự án kèm theo dự thảo nghị quyết trình Quốc hội lần này. Cái ví dụ như điều 3 chúng ta ghi là nguyên tắc và tiêu chí thì tôi đọc, tôi chả thấy có cái tiêu chí gì cả. Ở đây thực ra là một số cái bước thủ tục thôi. Còn tiêu chí nó phải đáp ứng 3 cái yêu cầu. Thứ nhất là tính hiệu quả. Thứ hai là tính hợp lý và thứ ba là tính cấp thiết. Đặc biệt là cái tính cấp thiết để dẫn đến cái chuyện là phải có cơ chế đặc thù. Nếu mà chúng ta đọc kỹ đó thì cái quy trình trong nghị quyết này nói là nếu như muốn xin bổ sung cái dự án để đưa vào danh mục thì chính phủ trình lên và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Có nghĩa là cái thẩm quyền xem xét đưa dự án này vào cái diện đặc thù này là thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vậy thì tôi xin hỏi những cái danh mục dự án đang tồn tại đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đặc biệt là Ủy ban Kinh tế đã thẩm tra 3 cái yếu tố này chưa? Tính hợp lý, tính cấp thiết và cái hiệu quả. Bởi vì như thế thì đại biểu Quốc hội mới yên tâm bấm nút được. Cái bây giờ chúng tôi bấm nút cái nghị quyết chung thì được rồi. Nhưng mà bấm nút cả một loạt cái dự án này thì chúng tôi không có điều kiện thẩm tra. Đại biểu cho rằng, với đặc thù dự án công trình giao thông đường bộ đi qua nhiều địa phương, tương ứng với chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khác nhau, đang xen nguồn vốn khác nhau sẽ làm cho dự án khó được thực hiện hoàn thành, gây khó khăn cho các cơ quan chủ quản trong quá trình triển khai các hạng mục dự án. Từ thực tiễn triển khai, dự án tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô cần cập nhật bổ sung cơ chế đối với loại dự án này và điều 6 dự thảo nghị quyết theo hướng 1. Tách nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần hoặc tiểu dự án trong dự án tổng thể và giao cho các địa phương có tuyến đường đi qua thực hiện. Hai dự thảo nghị quyết này được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện và thông qua vào cuối kỳ họp.